chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Bếp Yêu Thương của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây thực hiện với sự tài trợ bởi nhãn hàng dầu ăn cao cấp Maison. Thưa quý vị, cùng đồng hành với Bếp Yêu Thương ngày hôm nay là một gương mặt rất là quen thuộc, một giọng hát rất là ngọt ngào với làn hơi thiên phú và khả năng luyến lấy độc đáo. Chị đã giành được rất là nhiều tình cảm của những khán giả mộ điệu cải lương và những bài hát vọng cổ. Xin được giới thiệu với quý vị khán giả khách mời của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng. Xin chào chị. Chào Tân Thảo và Phượng Hằng xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Bếp Yêu Thương. Hôm nay khi mà nhận lời đồng hành cùng chương trình Bếp Yêu Thương, biết là cái đoạn đường đi nó rất là dài, rất là vất vả, nhưng mà chị vẫn rất là nhiệt tình tham gia. Vì Phượng Hằng thấy chương trình này rất là ý nghĩa và Phượng Hằng cũng rất vinh dự được tham gia trong chương trình này. Chị biết không, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến thăm bếp ăn từ thiện ở Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Bếp ăn này thì còn rất là nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhưng mà bếp vẫn phải lo mỗi ngày như vậy là khoảng 300 suất ăn cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Cho nên ngày hôm nay công việc đầu tiên của chị em mình là mình sẽ ghé chợ Tân Hiệp để mình vận động bà con tiểu thương ở đây ủng hộ thực phẩm cho bếp chị ha. Phượng Hằng rất là ủng hộ và mong quý vị khán giả và những bà con cũng ủng hộ như y như Phượng Hằng như vậy. Cho nên là mình phải làm hết sức nha chị, phải kêu gọi thật là nhiều mới được. Niềm hạnh phúc lớn nhất của những người thực hiện chương trình Bếp Yêu Thương là mỗi khi khách mời của chương trình có mặt tại chợ, bà con tiểu thương đã ủng hộ rất nhiệt tình. Đó không chỉ là sự biểu hiện tình cảm yêu quý với những người nổi tiếng, mà bà con còn trân trọng tấm lòng thiện nguyện và tinh thần chia sẻ của chương trình Bếp Yêu Thương khi đến với quê hương của mình. Dù có rất nhiều tiểu thương chưa bao giờ đón nhận bát cơm từ thiện trong những lần đến điều trị tại bệnh viện huyện nhà, nhưng bà con đều cảm nhận rất rõ. Từ khi có bếp ăn từ thiện ra đời, biết bao gia đình bệnh nhân nghèo đã tìm được điểm tựa của sự sẻ chia bằng những bát cơm, bát canh ấm áp nghĩa tình. Chị Phương Hằng thấy không, bà con ở đây á cho mình rất là nhiều đồ. Và Thanh Thảo hy vọng là bà con tiểu thương ở chợ Tân Hiệp sẽ luôn luôn ủng hộ cho bếp ăn để cho bếp ăn của chúng ta sẽ có điều kiện để tồn tại và giúp đỡ cho nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn hơn. Bây giờ thì mình mang cái thực phẩm này nhanh nhanh về bếp để còn phụ mọi người làm bếp chị ha. Đi em, đi. Dạ, chào chú ạ. Dạ. Xin chào nghệ sĩ Phượng Hằng. Dạ. Chào MC Thanh Thảo. Dạ, chào chú. Dạ. Đây là chú Phỉ, là người đại diện bếp. Hôm nay trong cái buổi trời nắng gì đây là hai người từ ở xa đến mà để xin đồ để hỗ trợ cho bếp cơm vậy, thấy có cực nhọc gì không? Dạ. Không cực mà vui. Đúng rồi. Mặc dù là đi thì có vất vả, có đổ mồ hôi đó, nhưng mà để làm được một cái công việc như vậy, đỡ được cô chú một phần nào thì tụi con cũng rất là vui. Hồi nãy con đến đây á, con thấy là bếp của mình rất là đông thành viên. Hiện tại thì mình có bao nhiêu tổ, bao nhiêu người luôn chú ha? Ở đây cái bếp cơm tụi tôi thì đối với ban điều hành thì gồm có tất cả là 13 thành viên, còn lại đó là 14 tổ, mỗi một tổ thì có từ 10 đến 14 người. Thì tổng cộng ở đây là khoảng là 150 người đến đây để phục vụ để trong cái bếp cơm. 14 tổ, 150 người. Rồi. Nhưng mà làm sao mà anh có thể mà huy động số người đông như vậy? Thì nói chung ở đây là trước hết đó là phải nói bây giờ cái thể hiện cái tấm lòng từ thiện của bà con, cho nên người ta hiểu được cái lòng thương người, cho nên ta tự nguyện đến đây để mà nấu để phục vụ thường ngày để cho bệnh nhân vậy. Kinh phí thì mỗi tháng là bao nhiêu vậy anh? Ở đây nếu mà phục vụ cho bệnh nhân đó thì tính nếu mà kinh phí đầy đủ thì một tháng nó phải là trên dưới cỡ 40 triệu. Vậy mình có mạnh thường quân nào mà thường xuyên lúc nào cũng đồng hành với bếp không ạ? Một cái nhà mạnh thường quân kinh doanh xăng dầu là Lê Thành Tâm,
Nói chung từ cái ngày mà chúng tôi thành lập đến nay đó, như là đóng góp về cơ sở vật chất rồi đóng góp về tiền hàng tháng thì nói chung rất là đáng kể. Dạ. Vậy một lát nữa thì nhân tiện chương trình Bếp Yêu Thương đến đây thì tụi con cũng có chuẩn bị một món quà, đó là một tấm bằng tri ân tấm lòng vàng. Lát nữa chú sẽ dắt con qua gặp Mạnh Thường Quân của mình chú ha. À, anh Vĩ ơi, chắc bây giờ em với Thảo phải vào phụ với cô chú rồi anh chị để mà nấu ăn, để hồi nữa còn phát cơm cho bệnh nhân. Để em thôi, trễ giờ chú. Tọa lạc bên ngoài khuôn viên bệnh viện trong căn nhà lá mái tôn, nhưng bếp ăn từ thiện bệnh viện đa khoa huyện Tân Hiệp tỉnh Kiên Giang trong hơn 7 năm qua đã đón nhận biết bao sự tri ân của những bệnh nhân nghèo và thân nhân người bệnh. Ở một huyện thuần nông, việc vận động mỗi tháng hơn 40 triệu đồng để duy trì mỗi ngày cung cấp 300 suất cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo ở đây là một thử thách không đơn giản với những người quản lý bếp. Tất cả mọi nguồn đóng góp của các nhà hảo tâm đều ưu tiên cho việc đảm bảo chất lượng bữa ăn, còn mọi vật dụng phục vụ bếp cũng như cơ sở vật chất còn rất tạm bợ. 150 thành viên của bếp, trong đó có rất nhiều người ở tuổi xưa nay hiếm, sẵn sàng thức khuya dậy sớm chăm lo từng bữa cơm cho bệnh nhân nghèo. Điều kiện ngủ nghỉ ở đây cũng hết sức tạm bợ, nắng thì nóng, mưa thì tạt, gió lại lùa. Cực khổ, gian nan, nhưng mỗi người đều tìm được một niềm hạnh phúc riêng khi thực hiện trọn vẹn tâm nguyện của mình trong tình nhân ái, yêu thương. Chị Hằng ơi, đây là chị Tương, nhân vật đặc biệt thụ hưởng của chương trình Bếp Yêu Thương chúng ta kỳ này. Chị Tương đang bị tiểu đường type 2, rồi còn bị thận nè, bị tim nè, và cũng đã trải qua mấy lần phẫu thuật rồi đúng không chị? Dạ, yeah. Nay thì 6 năm rồi, nay mới. Trước khi mà chị bị bệnh đó, thì ở nhà chị có làm việc gì không? Hồi lúc có vẻ cũng mua bán này kia cũng bằng vậy lắm nha. Lỡ một lúc nào đó bệnh của chị trở nặng rồi mình không có đủ tiền điều trị thì sao anh? Thì cũng tính tới mức độ dây hỏi để cho nó lắp vô cái khoản đó. Rồi xong rồi nếu khỏe thì về mình làm mình trả lại. Như anh chị nằm ở đây hết rồi thì cơm nước thì mình mua cơm ngoài mình ăn hay là sao? Dạ, xin bên từ thiện. Bên từ thiện? Dạ. Rồi mình lấn đồ ăn, thí dụ như bây giờ vợ thèm gì thì chạy ra mua, thí dụ như cá chẳng hạn, thịt. Yeah. Rồi mình tiếp xúc thêm chứ bị gì tự thiện là cho đồ chay thôi. Yeah. Bên này thì cũng mong sao cho anh chị, cho chị đây nè, mau hết bệnh. Yeah. Để mà anh yên tâm mà anh lo, để mà lo cho gia đình, lo cho chị. Cũng hy vọng sao cho chị khỏe, rồi để anh yên tâm mà đi làm. Yeah. Có thêm chút thu nhập anh ha. Yeah. Mười năm chống chọi với bệnh tật, cũng là ngần ấy thời gian, chị Tương và anh Hà cứ đón nhận hung tin liên tiếp từ những biến chứng của căn bệnh tiểu đường. Hai lần phải đoạn chi ngăn hoại tử, rồi sau đó là phẫu thuật thận, và bây giờ là những biến chứng đến tim. Những ngày nằm bệnh viện, sự chia sẻ những bữa cơm từ thiện chỉ có thể giúp cho anh chị bớt lo phần nào trong mớ nỗi lo canh cánh, thuốc men, viện phí. Hôm nào vợ thật khỏe, anh Hà mới tranh thủ kiếm vài cuốc xe lôi đạp chở thuê cho một cửa hàng kinh doanh vật liệu ở thị trấn Tân Hiệp. Số tiền kiếm được cũng chẳng thấm tháp vào đâu. Cuộc sống gia đình anh đang trong những ngày khó khăn nhất.
Quý vị khán giả thân mến, để cho bếp ăn từ thiện tại đây có điều kiện để hoạt động là nhờ vào sự hỗ trợ của rất là nhiều mạnh thường quân. Mỗi người một ít chung tay góp sức để bếp có thể tồn tại được cho đến ngày hôm nay. Và trong số đó thì chị Lê Thành Tâm là một mạnh thường quân rất là thường xuyên đã đồng hành cùng với bếp ăn của chúng ta ngay từ những ngày đầu tiên. Cho nên ngày hôm nay thì chương trình Bếp Yêu Thương xin được dành tặng cho chị Tâm một món quà mà bây giờ chị Phượng Hằng sẽ đại diện chương trình dành tặng cho chị. Đây là tấm bằng tri ân của Bếp Yêu Thương gửi tặng cho chị. Dạ, xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng và MC Thanh Thảo rất nhiều. Và để tỏ lòng yêu thương hai cô thì cô Hằng hát cho các chị ở đây nghe một bản ngắn cũng được đó. Bà con vỗ tay đi ạ. À. Bà con vỗ tay đi. Vậy Phượng Hằng sẽ gửi một câu vọng cổ trích trong vở tuồng Phù Á Mã Ngưng. Dạ, chào chào các bạn. Ôi cái số phận ác nghiệt đắng cay, sao cứ giác mài sao cái đôi mái đỏ. Xanh chỉ biết kêu thương vui sống với mơ ước bình thường trong mái ấm đang sơ trong tình. Nằm yên không trôi dây bao. Quý vị thân mến, khi hành trình Bếp Yêu Thương ngày hôm nay và tìm hiểu về hoàn cảnh của vợ chồng anh Hà và chị Tương thì chương trình cũng muốn dành một phần hỗ trợ để cho anh chị có thể có chi phí điều trị bệnh cho chị trong khoảng thời gian trước mắt, đó là 15 triệu đồng tiền mặt. Xin mời anh Trần Anh Dũng, đại diện cho nhãn hàng dầu ăn cao cấp Mezan trao phần quà này. Chương trình thì rất là cảm kích trước tình cảm cũng như là sự cố gắng của anh chị. Xin đại diện cho nhãn hàng dầu ăn cao cấp Mezan gửi đến anh chị đây là phần hỗ trợ này. Mong rằng là sức khỏe của chị sớm ổn định để anh có thể yên tâm tiếp tục cái công việc hàng ngày của mình. Và trước một câu chuyện hết sức ấm áp tình người tại bếp ăn tình thương tại đây, chương trình cũng muốn xin dành một phần hỗ trợ, đó là một năm sử dụng dầu ăn cao cấp Mezan cùng với một phần tiền mặt là 10 triệu đồng xin được trao đến cho người đại diện bếp, đó chính là chú Phỉ. Xin gửi đến chú phần hỗ trợ. Dạ. Chị Hằng ơi, ngày hôm nay khi được đồng hành một ngày vất vả với chương trình Bếp Yêu Thương, làm rất là nhiều cái công việc cùng với các cô chú thì chị cảm thấy như thế nào ạ? Phương Hằng thấy các cô chú anh chị nấu bếp á, nhất là nấu cơm rất là cực khổ, mà nấu cái nồi đó rồi vừa chụm lửa mà trong cái thời tiết mà nó nóng oi bức như thế này thì rất là cực khổ. Cho nên là Phượng Hằng và chị Mười Én ở Phạm Thế Hiển gửi để mà ủng hộ cho bên anh Vĩ đại diện cho chương trình cho Bếp Yêu Thương mua một cái nồi cơm điện lớn để mà cho các cô chú đỡ cực một chút xíu. Mua một cái nồi cơm điện công nghiệp. Dạ. Chưa ha? Dạ. Rồi. Xin gửi. Thưa quý vị khán giả, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Bếp Yêu Thương cũng đã hết. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đông Tây phối hợp thực hiện. Chúng tôi cũng xin được chân thành cảm ơn nhãn hàng dầu ăn cao cấp Mezan đã luôn đồng hành cùng chương trình. Chương trình của chúng ta được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau. Bếp yêu thương mang hạnh phúc từng ngày. Bếp yêu thương mong được luôn sẻ chia. Bếp yêu thương đang cần những tấm lòng chiều con tim tỏa lan trong tình.